Này của chúng ta, đó là ông thị trưởng của thành phố Westminster, ông Nguyễn Mạnh Chiến. I think you have to translate for our, okay. Có hệ thống chuyển dịch, cho nên tôi xin phép mới tiếp việc. Người thứ ba, ngày hôm nay con phó thị trưởng của thành phố Westminster đó là ông Nam Quang. Và người thứ tư, một vị chân cử chăm sóc cho học khu của gia đình Rô suốt 20 năm qua, cũng mới vừa trúng cử được sự tín nhiệm của đồng bào của chúng ta, đó là luật sư Nguyễn Quốc Lập. Liên minh dân tộc Việt Nam, Đảng dân tộc Việt Nam luôn luôn đứng bên cạnh với các bạn để đấu tranh bằng mọi giá. Chúng ta phải bảo vệ cái thủ đô tị nạn Little Sài Gòn này, và chúng ta không để cho bọn Việt gian, không để cho cộng sản để tiếp tục hoành hành cái thủ đô này, và chúng tôi đứng sau lưng với các bạn. Thưa quý vị, thưa anh thị trưởng Nguyễn Mạnh Chiến và anh Nam Quang, hai anh cứ tiếp tục lo phục vụ cộng đồng. Hai anh yên tâm rằng sau lưng các anh có chúng tôi. Đó là lời cam kết. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu anh Tân, tổng thư ký của Hội đồng Điều học Trung ương, luật sư, giáo sư trường đại học, anh Vũ Đức Khanh. Mời anh Vũ Đức Khanh lên sân khấu. Người thứ hai, chúng tôi xin mời tiến sĩ Đỗ Hùng, phó chủ tịch hội đồng lãnh đạo của nhiệm kỳ 2022-2026, mời tiến sĩ Đỗ Hùng. Và trong ban thường vụ, chúng tôi xin mời anh Nguyễn Đại Ngữ, trưởng ban thường vụ, kiến trúc sư Nguyễn Đại Ngữ. Mời anh xin cảm ơn tổng bí thư Đảng dân tộc Việt Nam, phó tổng thư ký của hội đồng điều học Trung ương. Kính thưa quý vị, chúng tôi có những anh em trẻ trong chiều hôm nay đã trình diễn trước đồng bào tại thành phố Westminster, đã gửi cái thông điệp về trong quê nhà của chúng ta. Nhiều người nói với chúng ta rằng làm thế nào để cộng sản nó chấp nhận cho chúng ta được bầu cử tự do. Quý vị yên tâm, chúng tôi có những giải pháp mà không thể nói ra ở đây được. Mong chờ quý vị chờ xem, một thời gian không xa quý vị sẽ thấy chúng ta cùng nhau trở về nước để chọn lựa một cái thể chế chính trị cho quê hương của chúng ta và những người lãnh đạo của chúng ta. Tôi sẽ giới thiệu tiến sĩ Đỗ Hùng, tổng thư ký của Liên minh Việt Nam. Chúng tôi là kính quý vị. Xin phép quý vị được nói vài lời tiếng Anh cho ngắn gọn trước. Thưa quý vị, chúng ta ngày hôm nay xin chỉ nhắc lại một lần thôi là chúng tôi không phải là một tổ chức chính trị hay là một đảng phái hay là bất kỳ gì, mà chúng tôi gồm những anh em đây đã sinh hoạt, phải nói là 48 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 75, chúng tôi đã sinh hoạt 48 năm. Và chúng ta đến một lúc nào đó, tình hình bây giờ đã khác, tình hình thay đổi. Chúng ta phải làm sao bằng mọi cách là chúng ta một ngày nào đó chúng ta về ăn một cái Tết ngay tại Sài Gòn, ngay tại Hà Nội và ngay tại những thành phố lớn Việt Nam. Đó là cái một bước ngay. Và Việt Nam trong tương lai muốn được như vậy phải là một Việt Nam tự do, phải là một chính phủ được người dân bầu lên và được người dân chọn, thì không có cái khác hơn là điều ước Việt Nam phải có sự giám sát quốc tế để có một chính phủ, một cuộc bầu cử tự do tại Việt Nam. Mr. Tony Nguyen, for the last 20 years, and I really appreciate his passion, his vision to fight for freedom and democracy for Vietnam. We are aware that he risked his life, sacrificed his time. So I'm here to honor him, and I want to thank him for everything he done for the community and for the people who still live in Vietnam. Few years ago, kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi vô cùng hãnh diện có mặt cùng với tất cả quý vị
để chúng ta ủng hộ Liên minh Dân tộc Việt Nam. Và cũng như chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Chánh về sự hy sinh, về sự tinh thần chiến đấu của ông trong 20 năm qua lãnh đạo cho Liên minh Dân tộc Việt Nam, tạo được sự đoàn kết và sẵn sàng sứ mệnh tranh đấu cho tự do và dân chủ cho Việt Nam. Việt Nam phải có tự do, Việt Nam phải có dân chủ. Mừng. Cảm ơn dân biểu Tạ Đức Trí. Và kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi cũng hân hạnh được mời thị trưởng thành phố Westminster có đôi lời với tất cả quý khán thính giả đặc biệt tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn tiến sĩ Võ Đức Văn. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời đồng viên của chúng tôi, đó là Phó Thị trưởng Đàm Quang Nguyễn, cũng bước lên trên này với chúng tôi cùng những cũng như là luật sư Nguyễn Quốc Lâm, ông là ủy viên của học khu Garden Grove. Chúng tôi cũng xin được mời đến như trên này lên cùng với chúng tôi. Và kính thưa quý vị, hồi trưa này chúng tôi có cái cơ hội được tham dự cái buổi ra mắt của tân ban chấp hành, cũng như là buộc chuyển giao cái trách nhiệm từ ban chấp hành cũ sang ban chấp hành mới. Thưa quý vị, thật là một sự cảm động cho chúng tôi, và chúng tôi rất là hân hạnh được tham dự cái buổi ngày hôm đó, buổi trưa hôm nay. Nếu quý vị có mặt thì tôi cũng sẽ nghĩ rằng quý vị đồng ý với chúng tôi là một buổi rất là long trọng, khi mà cái trách nhiệm được trao từ một người đã có thành tích sinh hoạt đóng góp vào trong công việc đấu tranh suốt 20 năm trường. Người đó quý vị biết hẳn là ai rồi. Vừa xong trong thước phim mà quý vị xem qua, quý vị đã thấy rằng người đó đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu thời gian để đóng góp vào cái công việc chung cho đất nước của chúng ta, mà nó khác đi là cho cộng đồng của chúng ta tại đây. Chúng tôi là những người trẻ cũng được cái sự tham dự và đóng góp cùng với anh, hoặc nói khác đi, anh cũng đã hỗ trợ cho chúng tôi trong những lần mà chúng tôi gặp phải khi có những người đã quyết tâm để mà hạ cái cộng đồng của chúng ta, đem cộng đồng của chúng ta đi xuống, và anh đã đứng dậy để mà cùng với chúng tôi vươn lên để làm sao cho tiếng nói của cộng đồng là cái thủ thủ của người Việt tị nạn ở đây có cái tiếng nói với cộng đồng thế giới. Ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được có mặt ở đây để cùng vinh danh anh, và cũng như là cảm ơn anh đã đóng góp vào một sự phồn thịnh cho đất nước, cũng như là cho thành phố của chúng ta, hay là cho cộng đồng của chúng ta. Xin quý vị cho tràng pháo tay để đón nhận từ vị trí của chúng ta tặng thưởng và tưởng niệm tới ông Nguyễn Hữu Chánh. Chúng tôi cũng hạnh giới thiệu để mời Phó Thị trưởng Nguyễn Nam Quang cũng như luật sư Nguyễn Quốc Lâm sẽ lần lượt để có đôi lời với quý khán thính giả ngày hôm nay. Dạ vâng, Nam Quang kính chào quý vị quan khách ngày hôm nay. Nam Quang cũng xin một vài lời với lại anh Nguyễn Hữu Chánh. Một trong những cái lời phát biểu mà anh Hữu Chánh vừa mới nói với chúng ta cách đây khoảng chừng 5-10 phút, mà nó chạm đến cái trái tim của Nam Quang, và nó cho chúng tôi, những người trẻ, cái tinh thần tranh đấu cho cộng đồng của Việt Nam của chúng ta, người Việt Nam, quốc gia ở hải ngoại, để giữ cái thành phố, giữ cái thành trì chống cộng của người Việt hải ngoại. Anh đã cam kết là Liên minh Dân tộc có cái mục đích cao cả để đem lại tự do, dân chủ và thịnh vượng cho người dân của chúng ta, cho đất nước quê hương của chúng ta. Và ngày hôm nay tôi rất hãnh diện được chứng kiến một cái sự chuyển giao cái trách nhiệm để một cái thế hệ rất trẻ, và tôi rất cảm kích với cái thành tích, với những cái khả năng của thế hệ trẻ này. Và chúng tôi mong rằng chúng tôi có cái cơ hội được tiếp tay góp sức vào cái thế hệ này, để chúng ta tạo nên
góp bão. Cảm ơn anh thị trưởng Nguyễn Mạnh Chiến, anh phó thị trưởng Nam Quan và luật sư Nguyễn Quốc Lâm. Cảm ơn anh Tạ Đức Trí. Cảm ơn quý vị. Tôi mơ ước và tôi được nói lên điều này. Xin quý vị cho chúng tôi một câu trả lời. Chúng tôi sẽ đi về phía trước. Chúng tôi sẽ bước vào trên lãnh thổ của nước Việt Nam trước để đón chào quý vị trở về quê hương. Mong quý vị trở thành thành viên của Liên minh Dân tộc Việt Nam. Xin quý vị giơ cái tay cao lên và hưởng ứng cho Liên minh Dân tộc Việt Nam. Mà cả hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người nghe. Thành ra nếu mà quý vị không có những cái tin tức chính xác, không có những dữ kiện đúng, thì quý vị sẽ trở nên là nói không chính xác. Và quý vị sẽ làm mất ngay cái uy tín của quý vị. Tuy nhiên những cái chuyện mà quý vị nói, người ta có thể kiểm chứng được rất là dễ dàng. Bởi vì quý vị đã nói ra trên public rồi, cho nên không thể nào mà người ta lấy lại được. Thành ra cái đó là một cái, những anh em lên nói đó, họ phải có những cái quan tâm, cái tự trọng khi mà họ nói ra. Thành ra khi tôi lên Đài Nam hay bất cứ ai lên Đài Nam mà có những người phản biện lại nói là tôi nói không có đúng, tôi là Viêm Mai, không muốn nói là nói tôi đi, đừng có né tránh nữa. Những gì tôi nói là chính miệng Hùng trong video nói ra, có chứng cứ đàng hoàng, mình phải có một chút liêm sĩ. Tôi thì không có cần uy tín gì hết á, còn mấy vị lãnh đạo như là Hùng á, lãnh đạo là toàn nhiều đảng trong đó, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, cái tắt vô đảng, đủ thứ đảng vô, đặt cái đảng là Liên Minh, Hùng trong đó là phó chủ tịch. Thì cần uy tín, chứ còn mình không có uy tín, mình là vô danh tiểu tốt. Nhưng mà đưa lên những cái khót lát của Hùng á, cái bản chất là nó khót lát của người không biết cải sửa, còn ngon cố nữa. Bằng chứng rõ ràng là mình nói là mình không có tham gia chính trị hoặc là đảng phái gì, làm cho quân đội cũng như là làm cho Bộ Quốc phòng. Thật sự là Bộ Quốc phòng cũng tùy theo cái. Đối với Hùng nó không có nghĩa lý gì trong đó hết, tự mình đừng có tự đề cao mình. Thì nhờ truyền thông bây giờ đó, họ mới dạch mặt những cái người như Hùng, 40 mấy năm không dám nói ra, với là Nguyễn Hữu Chánh á, Chánh biệt đó, ta mới dạch ra được. Còn không có truyền thông, mấy cái truyền thông thổ tả đó, nó câm cái miệng lại, nó đâu có nói. Cái xạo đằng kia đó, thì trước khi đó, những cái người mà phán xét như vậy đó phải suy nghĩ lại, phải có những dữ kiện. Ngày xưa Hùng biết dữ kiện thì có rồi, trước con mắt rồi còn phán xét gì nữa, sờ ra đó mà còn cãi cái gì nữa, già miệng. Sau những cái sinh hoạt biến cố chính trị đó, thì cũng có một số người đặt vấn đề về nhiều chuyện về cá nhân tôi, cho nên tôi tạm thời xin phép anh Nam để nói, để cho quý vị biết là những gì. Con chúc tâm tình với khán giả đi. Dạ, chúc tâm tình với khán giả. Nếu quý vị là cái thời gian mà thì như tôi đã trình bày quý vị đó, tôi qua năm 75 thì không phải là nói về cá nhân Đỗ Hùng nữa, mà nói luôn nguyên cái đảng Ba Sào của Nguyễn Hữu Chánh á, Chánh biệt với cái đảng Ba Sào đó, hại người dân ở trong nước á, biết bao nhiêu người tù tội. Thực lực thì không có mà nói phét, làm người ta trong đó tưởng hiểu lầm đó. Hại biết bao nhiêu người, Nguyễn Hữu Chánh đã đi về Việt Nam trong cái thời xa xưa rồi, Ba Sào trong đó rồi chạy qua đây. Ở đây ta đặt là Chánh biệt đó, không phải riêng về Đỗ Hùng đâu. Đỗ Hùng không có nghĩa lý gì hết á, nhưng mà tại vì thấy Ba Sào ở khót lát quá thì người ta phản biện, cá nhân tôi phản biện nè. Nói thì nói như tên đây, đi vào vấn đề đừng có đi lòng vòng. Đó. Đương nhiên tất cả phải ở dưới sân điện thẳng cho Bộ Quốc phòng. Nhưng mà Bộ Quốc phòng đó là, trong Bộ Quốc phòng nó có hai cơ cấu về quân đội là military và cơ cấu về dân sự civilian. Đó, nó có hai cấu, chứ không phải Bộ Quốc phòng là phải mặc đồ lính về đâu. Và nó có những cái bên quân đội thì nó có những chức vụ chẳng hạn như là đại úy, thiếu tá gì đó, nhưng mà bên dân sự thì nó có những cái ngạch trần, nó gọi là GS. Đó, cái này thì anh Lương chắc rành bên Florida, và những người nào mà đã từng làm cho Bộ Quốc phòng thì đã biết rằng đó, nó GS level. Thành ra là tôi là có may là tôi, tại vì tôi học về chính trị học và tôi cũng học về business khi tôi ra trường đó. Mà nói cho anh Nam biết, lúc đó
Hùng là người duy nhất ở Bắc Cali thời năm 80 đó là học về chính trị học. Thật ra tôi ra trường từ San Jose State là ngành chính trị học. Mà trong cái đó đa số các bạn bè là học về kỹ sư. Tôi không biết rõ ông cùng trường. Tại sao mà biết toàn miền Bắc California chỉ có mình Hùng là đầu tiên là học chính trị học? Lấy cái chứng minh gì mà là đầu tiên là chính trị học? Tại sao tự mình đề cao vậy? Bởi vì học chính trị học đó, nó mới là láo khoét nhiều đó, mánh khóe đó. Tại có học á, thành nó mới mánh khóe, người không học không có mánh khóe mà láo khoét như Hùng đâu. Của tôi rồi. À, sau CC, đó. Ra trường là năm 82 về chính trị học, nhưng mà sau đó thì tôi lên học cao học quản trị kinh doanh là MBA về business. Đó. Mình là một người cao học như vậy cùng trường năm luôn. À, không, MBA thì lại học một cái trường ở San Francisco, nó gọi là Golden Gate University. Golden Gate là trường nó chuyên môn về thuế và vấn đề business, Golden Gate San Francisco. Đó, thì mà mình gọi cao học, chứ bây giờ bên Việt Nam á, nó gọi là thạc sĩ. Rất là ballad. Thì nếu mà Hùng nói thì học tới cao học, tại sao lại xưng mình là tiến sĩ? Chưa có thấy Hùng là giới thiệu là tiến sĩ, chỉ học San Jose 4 năm rồi lên cao học. Thì đâu có học tiến sĩ gì đâu. Tiến sĩ về có một cái luận án. Là luận án của Hùng là tiến sĩ là luận án gì? Học tiến sĩ ở đâu? Mà tại lâu nay cái xưng là tiến sĩ. Thạc sĩ anh biết là cái đó là nó. Như Nam tôi luôn luôn hy vọng đó, một đại sứ người Mỹ gốc Việt tại Việt Nam, một tổng lãnh sự người Mỹ gốc Việt tại Việt Nam, một lần nữa hồi trước có một người rồi mà trong tương lai sẽ có nữa, một thứ trưởng ngoại giao của Mỹ gốc người Việt đó. Anh biết suýt tí nữa mình có đại sứ, anh biết là ai không? À, ai Nam? Tối thiểu là một thứ trưởng ngoại giao Đông Nam Á, thế nào không phải là của người Việt. Quý vị đừng lo chuyện đó. Chúng tôi sẽ nói một cái... À, cái thứ trưởng hay là đại sứ gì đó hay là tổng lãnh sự đều làm việc dưới cái hành pháp của chính phủ Mỹ do tổng thống đề cử đưa lên, mà đi làm như vậy đó chỉ phục vụ cho chính sách hành pháp của nước Mỹ, họ không có cái quyết định gì cả, họ thực thi theo cái chính sách của nước Mỹ mà thôi. Mà chính sách nước Mỹ á thì nó là riêng biệt, còn thứ trưởng hay là những cái chức vụ ngoại giao đoàn hoặc là tổng lãnh sự đó thì nó cũng là trực thuộc dưới tòa Bạch Cung của tổng thống mà thôi, nó không có gì hết, thì không có gì thay đổi hết cả. Thì quý vị cũng biết là mình cũng đã có là tổng lãnh sự quán ở Sài Gòn là người Việt đó, thì trong cái quá trình ông làm đó thì ông đâu có làm được cái gì đâu, chỉ có đi ra cái mà nổi tiếng nhất là đi ra cái nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa đó, thắp nhang thôi, thì cái thăm cái đó là nổi tiếng, hình ảnh nó nổi lên thôi, chứ thật sự đâu có làm được cái gì mà thay đổi về vấn đề chính trị ở Việt Nam đâu, điều đó nó không có. Ở trong nước Việt Nam mình á, mà muốn thay đổi là cái người trong dân ở trong nước, những người trong nước là quyết định cái định mệnh số mạng của đất nước Việt Nam. Nó không phải thuộc về cái đảng chính trị ở hải ngoại, bất cứ một đảng phái nào chính trị ở hải ngoại, tất cả những cái đảng phái chính trị ở hải ngoại thì có người trong nước, có một số đảng nó có nhưng mà rất là khiêm nhường, còn một số là nó không có, nó không có thực lực, thì có một số thì có thực lực chút đỉnh thì ở trong nước thì nó rất là còn yếu, họ không có phô trương ra giống như Đỗ Hùng. Mình thấy ví dụ như là việc tiêm lấy ví dụ như một cái có nhiều đảng, tuy nhiên Việt Nam Quốc Dân Đảng họ không có phô trương ra giống như Đỗ Hùng, họ không có nói ra, tại vì hành động thì về đấu tranh chính trị, đấu tranh để giải phóng và chống lại chế độ cộng sản đó thì nó rất là nguy hiểm, không có thể mà ngồi mà phô trương mà đi lên mà nói thao thao bất tuyệt mà nói đầu thì nó đạp cái sau nữa đạp tới cái trước, chẳng ra gì hết. Ta nói á, thùng rỗng thì kêu to, ta nói xấu thì làm tốt, rồi dốt thì ta làm bộ hay chữ, thùng rỗng thì kêu to. Nếu mà ta có rồi á, người ta có thực lực rồi á, hoặc ta làm mà chân chính á, thì họ không có lên mà rêu rao mà nói như Hùng mà nói về quốc phòng rồi làm liên hệ với cộng sản là này kia, rồi không có làm chính trị, không có vô đảng phái, họ không nói vậy. Tại vì mình đó là bí mật về quốc phòng, mà nhân viên là bí mật về quốc phòng, mà mình lên mình khai ra hết cái kiểu này á, thì đâu phải là bí mật quốc phòng nữa, rất là nguy hiểm.
làm vô trong Bộ Quốc phòng mà về bộ phận dân sự, mà thuộc về bộ phận tiếp vận, nó gọi là Defense Logistics Agency. Tiếp vận đây tất nhiên là deal với những contract, hợp đồng, deal với những đề supply base management là procurement. Đó, tất cả những gì về tiếp vận, về giao kèo, về contract thì tôi làm về cái đó. Nhiệm vụ chính là gì? Audit tất cả những cái proposal, những cái dự án mà do các hãng đấu thầu với Bộ Quốc phòng, chẳng hạn như hồi đó là FMC, Lockheed, McDonnell Douglas, nó tóm lại những cái hãng nào mà đấu thầu với Bộ Quốc phòng đó, là họ phải nộp những cái proposal, những cái đề án, và sau đó sẽ phải bên Bộ Quốc phòng và họ phải làm những cái contract, những cái giao kèo. Công việc chính của tôi là công việc đó. Và chính vì nhờ mà hồi đó cái công việc đó nó chỉ là giới hạn trong nội địa Mỹ thôi, không có dính dáng gì tới Việt Nam cả. Hồi đó chưa có ban giao với Việt Nam nữa. Đó, thành ra chỉ trong đó thôi. Thành ra hồi đó tôi cũng được tương đối thoải mái đánh ra. Tôi ra ứng cử ban đại diện cộng đồng, lúc đó ban đại diện cộng đồng đầu tiên, thì cái đó anh Nam biết rồi, nhiệm kỳ chỉ có 2 năm thôi, 94 và 96. Đó, mà tất cả cũng là định mạng hết anh Nam. Có những cái mình không muốn nhưng mà định mạng nó đẩy mình tới. Đó. Và có những chuyện anh Nam cũng là một cơ quan truyền thông, anh Nam cũng đâu có muốn đâu, nhưng mà định mạng nó đẩy tới. Tôi mến anh Nam cái chỗ là anh Nam với tôi bị định mạng đẩy tới những cái chuyện mà tôi với anh Nam chưa có plan, không có nghĩ đến, nhưng mà khi nó xảy đến trước mắt đó thì anh Nam một cơ quan truyền thông mà dám chơi mà dám chịu. Từ cái vụ nghị quyết cờ vàng anh Nam đâu cần phải dính vô, cái chuyện nghị quyết cờ vàng của thành phố Mivitas anh cần phải dính vô, chuyện đại sứ Ted Osius, một cơ quan truyền thông mà không có cơ quan truyền thông là dính vào cái chuyện Ted Osius, một đại sứ Mỹ tại Việt Nam, anh cần phải dính vô. Nhưng mà anh dính vô để cho các dư luận viên nó đòi chặt đầu anh và nó đòi giết tôi. Cái giờ đó là cái rồi sau này cái chuyện mà terror Little Sài Gòn nữa đó, nó đòi anh, chặt đầu mình để treo trước thành phố San Jose nữa. À, đó anh cũng không cần phải dính vô cái chuyện mà terror Little Sài Gòn, nhưng mà chỉ vì anh tôi với terror nó muốn ám chỉ một tổ và thành công với hai ngoại hiền này, kỹ sư, bác sĩ, học giả, đúng 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 không? Thì chúng ta biết cái nỗ lực cộng đồng đó nhiều lắm. Chúng phải có cái ngày vinh danh của những người và ngày tạ ơn, ngày tạ ơn, ngày vinh danh. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ họp một số anh em nữa để xem có thể 1-2 năm tới làm ngày tạ ơn, có lẽ 50 năm á Hùng, nửa thế kỷ tạ ơn tiền nhân. 50 năm. Nửa thế kỷ tạ ơn người có công, tạ ơn tiền nhân, được công cuộc hội nghị trình dung để mình bàn với nhau để làm lễ tạ ơn thì xong đây những người có công đang ở đâu xa như vậy chúng mình. Kinh hoàng cái một đứa nó đẻ 30/4/75 giờ này nó gần 50 tuổi rồi. Ở đó thì chúng ta tạ ơn tiền nhân, không? Tạ ơn tiền nhân thì có thể nói là bây giờ mình nhìn thấy San Jose trở thành thành phố giàu có đẹp đẽ nhất của nước Mỹ mà trong đó có khoảng 15% là người Việt chúng ta sống ở đây, cộng đồng lớn nhất đó. Thì có thể nói là cái máu xương của đàn anh mình đi trước rất là lớn, máu xương của đàn anh mình đi trước rất là lớn. Thành ra từ khi mà Nam nói mà mình không nói lại, không biết sử lại thì ai sẽ biết cái điều đó cho mình? Ai sẽ nói thay cho mình? Nếu sau này những anh em chúng tôi như Đỗ Hùng, chúng Nam thì nọ mình chết nữa rồi đó thì quá khứ ai nhớ? Nhớ nữa. Thì cái lịch sử những cái hình ảnh nó còn đó, còn nhiều người ta còn biết, chứ không phải là anh Nguyễn Xuân Nam với là ông Đỗ Hùng mà còn phải biên ra, mà nếu không có thì không ai nhớ cái chuyện đó thì hơi quá đáng đó. Nhiều người ta cũng có ghi lại những hình ảnh trong lịch sử nó còn lại ở trong mạng xã hội hay nhiều nơi lắm. Thành ra là mình làm á thì mình làm chứ đừng có kể công, mà nếu mà hai người mà không có làm á, mà hai người có qua đời đi nữa thì không ai biết về lịch sử ở San Jose cộng đồng thành lập như thế nào. Điều đó mình nghĩ là cũng đề cao mình lắm đó. Vì có nên cái buổi lễ cần nên làm là tạ ơn tiền nhân. Mà khi anh Nam nói vậy đó, có một số nó nghĩ đó, mà anh Nam với Hùng là tự cao tự đại lúc nào cũng không, nói. Mình nói cái nó cứ nói là tự cao tự đại. Tại sao mà mọi mình không cần có tên mình không cần số đó, là nó nghĩ về cái nói thẳng đi, số đó là từ có tôi đó và nhiều người lắm, tự mình đề cao hay là tự cao tự đại tôi không nói ông Nam, nhưng mà tôi nói Hùng đó thì tự mình biết à, khán thính giả biết à, đồng hương mình biết à, chứ không cần ai nói hết á. Để chứng minh là những cái comment đó người ta bỏ vô đó thì cứ đọc đi, đừng có xóa, bên anh Nam đừng xóa, để cứ đọc lên đi rồi biết như thế nào
ta đã phản ứng như thế nào. Nói nhưng mình có tên của đàn anh, đàn chị mình đi trước cho mình không cần đâu cần có tên mình. Không, Hùng nói cái chuyện có tên, Hùng nói cái chuyện mà khi mình bàn về những cái biến cố trong cộng đồng á, tại sao cứ nhắc không, tên. Mình chỉ nói là lịch sử. Không, nhưng mà để Hùng, thì đó, nó có cái hậu trường hết, nó có cái sau lưng hết, tại sao cứ nhắc tới Little Sài Gòn, có Đỗ Hùng, mà nó nói tới Lý Tống, không nói, tại sao mà nhắc tới những cuộc tranh đấu, Ted Osset, cứ nhắc tới Cali Today, truyền hình Việt Nam, mà không nhắc tới những truyền thông khác. Tôi xin cho quý vị biết luôn đó, có những chuyện tôi vừa mới nói đó, không phải muốn được, tôi với Nam đó, không có phải muốn là gọi là đứng ra là tên này tên nọ để lãnh đạo này lãnh đạo nọ, và hơn nữa cái cộng đồng á, tôi đã nói nhiều lần, họ không phải là đuôi mù câm điếc hết, họ đều có những người có nhân tài có khả năng hết. Nhưng đây chính đây cũng đâu có đuôi mù câm điếc mới nhận ra Hùng là cái tên khót lác, háo danh tài đức thì không có mà ba xạo thì nhiều. Đó, cái ai mà còn sống mà lập lên cái tượng đài giống như mình ở Leader Sài Gòn đó, cái tượng đài tiếng Anh nó gọi là May mình á, rồi tự đặt tên mình là trưởng ban Leader Sài Gòn rồi lên đặt cái tên mình lên đó, có háo danh hay không? Nếu mình có chút liêm sĩ đó, mình không bao giờ mà đặt cái tên mình vô trong công việc đó đâu. Công việc đó rất là nhiều người, mà Lý Tống là người có công nhất ở trong đó. Tên Lý Tống đâu có, thì Hùng là còn sống, chỉ cái tên thế giới này chỉ có mình Hùng á. Bây giờ và một số người nhỏ đó mà không nói tên gì làm tượng đài đặt tên lúc mà còn sống á, thì cái người đó có háo danh hay không? Và khi ra như vậy đó, tôi với Nam đã đứng ngoài rồi, không có muốn dính vào, nhưng mà đây là cái sự khuyến khích, cái sự thúc đẩy của nhiều người. Ngay cái chuyện ra cộng đồng vậy, nếu mà mấy anh em còn sống đi hết mà đâu có đâu, một số đông vẫn còn. Mình ra cộng đồng đó là mình thích mình làm, không có ai khuyến khích là thúc đẩy mình đó, mình thích mình làm hay không. Người ta có khuyến khích mình hay thúc đẩy mà mình không muốn là thôi, mình có tham vọng mình muốn làm mình mới làm. Nếu mà chỉ ra những cái chuyện bậy bạ không có làm không, cũng tính toán có cái sự lời lọc cho mình, đừng có làm bộ khiêm nhường. Nó rõ ràng cái bản chánh tánh con người như vậy, lóc chóc háo danh tài năng thì không có, khoe khoang khoác lác sống hết. Ngay cái ban đại diện cộng đồng đầu tiên đó, bây giờ còn lại hết có Nguyễn Ngọc Tiên nè, còn lại bao nhiêu người mà bên phía chấp hành, bên phía hội đồng đại biểu nè. Quý vị nên nhớ là lúc đó đó, tôi và một số đông đó, không có ra ứng cử mà nằm trong ban tổ chức bầu cử. Đó là lý do tại sao tôi tránh để tôi không có ra ứng cử. Nhưng mà rồi đến khi ra đó, liên danh đó, sắp liên danh đó, thì chính các anh hồi đó Đặng Tiên Sơn, bây giờ Đặng Tiên Sơn mất rồi, anh Loan cũng mất rồi, nhưng mà anh Tiên với lại ông Nguyễn Thiếu Nhẫn với lại bao nhiêu người còn nhớ đó, mới là sắp xếp lại, nó không phải đẩy tôi và một số anh em ra, nó không thể nào nằm trong ban tổ chức bầu cử được mà phải ra ứng cử chứ, cái không với cái khả năng, cái sự sinh hoạt cộng đồng như vậy đó, không thể nào nằm được, làm như vậy là uổng phí cộng đồng. Mà hơn nữa mình phải cần có một ban đại diện mới đẩy tôi ra. Thành ra nó yêu cầu anh Loan, anh Đặng Tiên Sơn gọi liên tiếp, và hồi đó là gọi là cụ Peter Phùng, cụ Phan Viết Phùng ở San Mateo hồi đó nữa, đó là những người uy tín về liên tiếp gọi để nói không, Đỗ Hùng phải bỏ cái ban tổ chức bầu cử rời đó để đi ra ứng cử. Đó, nó có nhiều cái nhiêu khê lắm, rồi tôi phải mời Lê Hữu Phú rồi nó kia đó, rồi bây giờ chuyện Leader Sài Gòn vậy, anh Tiên còn sống nè, mấy anh em trong Leader Sài Gòn còn sống nè, tôi hoàn toàn tôi trốn, không có muốn đứng ra chuyện Leader Sài Gòn, là tôi muốn để cho những anh em trẻ lại. Vĩ Phương đang học đại học Stanford, Minh Huy là thanh niên cờ vàng bây giờ đó, là những anh em năng nổ. Tôi nói bên Tiên với mấy anh em là phải để những người trẻ này ra vụ Leader Sài Gòn chứ không phải là tôi. Và tôi đã trốn họp, tôi đâu có đi họp, tôi trốn nhiều cái lắm, nhưng anh Tiên và một số đó là đặt tôi vào một thế đã rồi, tự nhiên giới thiệu với mọi người trong cái cuộc họp báo công khai là Đỗ Hùng là người ấy, nghĩa là ấy vô, rồi Mỹ Phương rồi Minh Huy cũng đẩy tôi ra luôn. Chứ thật sự đó là lúc đó tôi ngồi để tôi đưa lại, tôi muốn trao lại cho tôi muốn để lại, tôi tránh hoàn toàn cái chuyện Leader Sài Gòn đó. Và nó coi như đưa đẩy, và anh Nam cũng vậy, anh Nam bị đưa đẩy vào cái chuyện Ted Osset, những cái mà gọi là những anh em khác họ không dám làm, và họ ngại đủ cái chuyện á, họ mới đẩy những người như tôi với anh Nam ra. Thành ra để trả lời cho quý vị biết á, anh Nam với tôi không phải là người muốn đứng ra để mà lấy cái tên để mà cái, và tất cả những người xung quanh họ cũng phải là họ dại khờ gì mà hỏi gì để cho những người cá nhân nào, bất cứ cá nhân nào, tôi hay anh Nam hay bất cứ ai, để mà tự tung tự tác, muốn háo danh, muốn làm gì làm, không phải như vậy đâu. Thì tất cả nó đều là định mạng hết,
không có định mạng cái đó, mình quyết định chứ không ai mà định mạng mà đó. Mình có thích mình làm mà không thích thì thôi, mình có tham vọng mình làm, không có tham vọng thì thôi chứ. Người ta đề cử hay đề nghị cái gì đó mà mình không nhận là mình không nhận thôi. Và nếu mình nhận là mình thích mình làm, đừng có đổi nữa, mình đừng có làm bộ khiêm nhường, nhưng mà khoái phí mồ luôn, muốn ra làm. Còn ông Nam thì ổng là phóng viên, ổng là nhà báo, một người tiền nhà truyền thông thì ổng bổn phận ổng, nếu ổng có trách nhiệm, ổng đưa tin thì đó là cái bổn phận của ổng, mà ổng phải là làm không, cái đó là cái nghề ổng làm, đó là một cái nghề để sinh sống luôn, thì phải cần săn tin, đưa tin, tham gia những cộng đồng sinh hoạt hoặc chính trị, tin tức, đó là cái chuyện bình thường, đó là một cái nghề sống, phải làm thôi. Chứ đâu có gì đâu, chứ đâu có né tránh gì được. Mà đó là phóng viên một nhà truyền thông thì tin tức ở đâu phải săn đón đưa đến cho đồng hương cũng như các thính giả người ta nghe. Đương nhiên là phải vậy rồi. Và cái thời điểm này nó khác thời điểm khác, mỗi một thời điểm nó khác nhau. Đó, để nói lại với anh Nam là như vậy. Rất là cảm ơn Đỗ Hùng. Rồi. Bản tin đưa ra nói là tôi lên đài Việt Nam, tôi nói không thật về cái vấn đề mà tôi làm việc, tôi dính vào đảng chính trị, rồi tôi dính vào cái gọi là gần đây nhất là Liên minh Dân tộc Việt Nam của mà ông Nguyễn Hữu Chánh từng là tổng thư ký. Thì thưa quý vị, tôi đã nói quý vị rồi, mỗi một cái mốc thời gian mà mỗi khác, ngay các bạn. Cái đó là cái tin thật sự, chứng minh cái video đàng hoàng. Nhưng mà đó, Đỗ Hùng đi lên đài ông Nguyễn Xuân Nam là nói về quốc phòng, mà đúng chi nhắc lại, nói về quốc phòng không có tham gia chính trị, không có tham gia tổ chức đảng phái. Nhưng mà chính ông Nguyễn Hữu Chánh là chủ tịch, ông giới thiệu lên là phó chủ tịch của Liên minh Dân tộc. Thì Đỗ Hùng đã lên diễn đàn cũng nói rồi, quý vị khán giả muốn coi thì cứ coi những cái video cũ của mình vừa qua đó, thì có coi, mình không có bổn phận phải bỏ vô, nó rất là dài. Thì coi về vấn đề đề tài Đỗ Hùng đó thì nó đã có trong đó hết. Bạn bè ngay cả gọi là liên minh và thù địch đó, mỗi một mốc thời gian khác. Cái thời gian mà tôi ở San Jose đó là thời gian mà tôi, cái công việc của tôi đó, với Bộ Quốc phòng đó, là nó chỉ vấn đề quốc nội thôi. Đồ màu đó Mỹ cũng chưa ban giao. Nhưng mà sao? No, nói xạo, Mỹ ban giao 1995 thời ông Bill Clinton lên. Lâu lắm rồi, Hùng mới đi rồi, San Jose đời còn 6-7 năm đây thôi. Là cái lúc làm, Hùng đã nói là học ra trường là làm từ Bộ Quốc phòng tới ngày hôm nay là đã mấy chục năm rồi. Ban giao Mỹ Việt Nam 1995. Đó, thì cái thời gian ở San Jose thì là đã như vậy. Lúc Hùng ở trong ban đại diện cộng đồng 94-96 là thời gian đó là Mỹ đã ban giao rồi, chứ không phải là đi lên Oregon. Sau khi Việt Nam và Mỹ ban giao với nhau rồi đó, thì càng lúc cái thế nó khác rồi. Nó không còn là 30 tháng 4 năm 75 nữa. Người Mỹ tạm thời quên đi 58.000 người lính Mỹ hy sinh tại Việt Nam. Và Việt Nam bên phía Việt Cộng cũng quên đi là cả triệu quân đội nhân dân đã hy sinh cho cuộc chiến. Vậy là nói sai rồi. Người Mỹ vẫn còn nhớ đến 58.000 quân nhân. Tại vì người Mỹ đã xây cái nghĩa trang đó trên Washington DC, và có một cái nghĩa trang, cũng không, cái tượng đài đó để đem đi nhiều nơi, cũng như cái tượng đài những người Mỹ bỏ hy sinh ở Việt Nam, cũng như Việt Cộng bây giờ nó không có quên 1 triệu cái cán binh Việt Cộng nó bỏ qua đâu, nó còn căm thù nước Mỹ 30 tháng 4 nào. Hiện nay những cái cơ quan truyền thông nó cũng coi Mỹ là thù địch. Tuy nó ban giao nhưng mà nó vẫn còn. Đừng có mơ hồ. Mà bây giờ đó, cũng như Nhật thì có một lần tôi trên đài tôi nói chuyện với anh Nam, tôi nói rồi, Nhật với Mỹ là không nhìn mặt nhau, Mỹ phải dội cho Nhật 2 cái bom nguyên tử để chấm dứt. Nhưng mà bây giờ tình hình nó khác, đó là hồi đó 1945, bây giờ 20 mấy. Mỹ và Nhật nó khác, và mình là người Việt Nam trị nạn nó khác. Nhật là đi xâm lăng các nước khác, nó gây chiến đệ nhị thế chiến, Mỹ can dự vô cùng quốc tế để đánh Nhật. Đó là hai nước cái thế lực nó khác nhau. Và sau khi đó Mỹ thắng, Mỹ đối xử rất tốt với người Nhật và giúp nước Nhật trở lên một cường quốc về kinh tế. Nhật họ thấy người Mỹ thật lòng để giúp nước Nhật thì họ bàn giao lại, cũng như là bàn giao rất là tốt.
chứ không phải như Việt Cộng cùng một màu da, khi mà nó thắng rồi thì nó cướp của, nó bắt những người dân miền Nam, người lính, sĩ quan phải đi học tập, đẩy đi kinh tế mới. Nó không có giống như Mỹ thắng Nhật. Và đến ngày nay sau 48 năm nó vẫn còn cai trị đất nước Việt Nam. Những người nói lên trái chiều nó bắt bỏ tù, kể cả luật sư mà phải chạy trốn, chỉ binh vực cho Thiền Am bị như vậy, phải chạy trốn qua Mỹ. Và hiện nay thì nó còn kiểm soát toàn diện hết, nó kiểm soát người dân hết, không có giống như là Mỹ, là Nhật. Mỹ khi thắng họ làm một cái dù cho Nhật để bảo vệ an ninh lãnh thổ cho Nhật, và họ làm cho Nhật yên tâm và giúp những cái kỹ thuật kỹ nghệ, họ giúp Nhật để thành một cường quốc. Hai nước khác nhau, còn Việt Nam là Việt Cộng nó thù cho đến ngày hôm nay. Nó phân loại những thương phế binh, những cái người Việt Nam Cộng Hòa tàn tạ nó đầy đọa. Nó khác nhau, mình phải ý thức được mình là một người Việt Nam tị nạn. Đặc biệt Đỗ Hùng cho là phó chủ tịch của như là nhiều đảng phái vô mà mình đứng phó chủ tịch là cũng kinh khủng lắm chứ, thấy không? Chỉ có 4 người ở trên đó, nó giới thiệu là 4 người đó, là quan trọng đó, thì đâu phải là bình thường giống của người dân. Nagasaki Hiroshima đó, nó khác là vì sao? Tình hình nó mỗi lúc mỗi khác, nó đã được kiểm chứng và verify. Bây giờ đó, Việt Nam với Mỹ là đồng minh rất đắc lực về cái vấn đề tình trạng Biển Đông, về cái lưỡi bò, cái tham vọng của Trung Cộng bây giờ, và nhất là vấn đề kinh tế an ninh của Biển Đông rất là quan trọng. Đối nè, Mỹ không có phải là đồng minh quan trọng đắc lực với Cộng sản đó, về tình hình ngoại giao. Việt Cộng là cái đồng minh đắc lực của nó, là Tàu Cộng, đảng Cộng sản Tàu đó phục vụ. Nó là một cái chế độ đó, là nó cai trị người dân Việt Nam như là một công dân hạng hai, mà cái người Tàu Cộng đó, dân Cộng, Tàu Cộng đó là công dân hạng nhất. Nó là một tay sai cho Tàu Cộng. Việt Cộng không bao giờ mà nó thân với Mỹ thật lòng cả, và Mỹ cũng biết điều đó, chỉ là lợi dụng chút đỉnh lẫn nhau mà thôi. Tàu Cộng mới là chính là cái người nó cầm đầu của đảng Cộng sản. Cộng sản Việt Nam thì nó muốn buôn bán phát triển kinh tế, thì nó phát triển kinh tế là gì? Những cái tay chân bộ hạ của đảng Cộng sản, cũng như là những cán bộ đảng Cộng sản, cũng như người tổ chức ngoại vi, cũng như cánh tay nối dài đó, làm chủ tất cả những cái công ty lớn để mà nó làm ăn. Cái người dân bình thường ở Việt Nam thì không bao giờ mà khó lắm mà được làm buôn bán ra với nước Mỹ. Mình là người Việt Nam khác, không có thể so sánh Mỹ ban giao với Việt Nam. Rồi bây giờ mình chạy về bên đó, mình xin nó một chút ân huệ để nó cho cái phép bầu cử, nó cho bầu cử công bằng, có pháp kế giám sát như ông Nguyễn Hữu Chánh ông nói đó. Việt Cộng nó cho phép rồi, cái ông mà tổng thư ký ông nói thì cái phần cuối này mình để vô ông cái chương trình hành động của cái đảng dân tộc đó là như thế nào, liên minh dân tộc là như thế nào, thì sẽ biết cái phần sau. Mỹ và đối với các quốc gia địa phương, cho nên bây giờ đó, Việt Nam bây giờ là một đồng minh rất là đắc lực với lại Hoa Kỳ. Thật ra mỗi một lúc cái tình thế nó mỗi khác, cho nên hồi đó, cho nên một trong những lý do đó cho nên tôi qua đây, tôi phải rời San Jose qua bên Oregon, là bởi vì qua bên này tôi có một công tác đặc biệt khác với Bộ Quốc phòng. Hồi trước là tôi làm là một regular employee, mỗi một ngày 8 tiếng là làm về những cái chuyện về contract, giao kèo, procurement, tiếp vận, audit về những con số. Qua đây đó, thì nó là mission, chứ không còn là regular employee nữa, mà nó là mission là gì? Sau khi ban giao, và anh em biết rồi, gần đây đó là Boeing, SpaceX và Netflix và nhiều các cái hãng mà đấu thầu với Bộ Quốc phòng đó qua Việt Nam hàng loạt, bắt đầu từ năm ngoái. Và họ đã có những cái contract, nhưng mà kỳ này nó không còn giới hạn về vấn đề mà chỉ là đồ đạc hay là ấy nữa, mà nó về đồ đạc về quân sự. Sao Hùng ơi, Boeing nó qua bên đó, các hãng nó qua đó, hiện nay Boeing không có ký một cái contract nào hết. Và Mỹ, chính sách của Mỹ không bao giờ đem những cái công ty công nghệ cao để mà đem đến đất nước giống như Việt Nam. Nó chỉ qua nó giờ nó coi mà thôi, đừng có nghĩ là như vậy. Còn cái vấn đề Hùng làm đó là về bí mật quân sự,
tiểu bí mật quân sự mà Hùng đi lên Hùng ngồi hụt khe khoe khoang ở trên truyền thông cho cả thế giới biết như vậy thì còn là bí mật quân sự gì? Nếu mà thật sự Hùng mà làm những bí mật quân sự thì có huấn luyện rồi, là không có lên nói như vậy. Thí dụ mình nói như vậy thì kẻ địch của mình gì đó, thí dụ như Tàu Cộng, Trung Cộng hoặc là những Nga, những gián điệp, nó có thể bắt cóc hoặc là la tống, nó khó là blackmail, cũng như là nó bắt cóc những người thân, vợ con hoặc là những người thân nhân bà con của Hùng bên Việt Nam để chi? Nó khống chế, nó bắt Hùng phải làm những cái chuyện phản bội, bán rẻ quốc gia Hoa Kỳ, bán nước để chuộc lấy những cái người đó, rất là nguy hiểm, điều đó ai cũng biết. Tàu chiến và coi như là nói chung là nó những cái vũ khí hạng nặng. Hồi trước đó là nó còn không có tấn công, bây giờ những cái vũ khí này á là có khả năng tấn công nữa. Cho nên á, cái cơ quan mà tôi làm việc bây giờ đó thì tôi được một cái sướng là qua đây đó, tôi chỉ có khi nào có mission, tất nhiên có những mission liên hệ tới Việt Nam đó thì tôi là on call với Bộ Quốc phòng. Mà bây giờ Hùng khai ra những cái vũ khí hạng nặng đủ thứ, cái đó là Bộ Quốc phòng nó không có cho ngồi ra nói như vậy. Mà hiện nay thì ở Việt Nam nó cũng chẳng có mua cái gì vũ khí của Mỹ hết, nó cũng chưa có muốn mua, tại vì nó đâu có muốn mất lòng thằng Trung Cộng với thằng Nga. Thành ra nó chỉ mua một số nhỏ thôi, chưa có đáng kể. Và Mỹ cũng có cho mấy năm trước, 5-7 năm trước cũng đã cho những chiếc tàu cũ kỹ cổ lũ sĩ, thì Việt Cộng nó cũng qua nó lấy về thì cũng phải huấn luyện rồi, giống như vậy. Cũng như là bây giờ nó cũng bán những chiếc tàu nào mà cũ xưa, những cái đó nó không có hiệu quả nữa thì nó bán cho Việt Cộng thôi, chứ Mỹ cũng đâu bao giờ nó bán những cái nước và cộng sản như vậy. Thuộc về bộ phận dân sự, cho nên là ngoài on call đó gì? Dạ, Hùng đó là làm on call, khi nào có việc thì nó kêu vô làm. Hùng có biết là làm là bí mật về quốc phòng không? Là không có được đem những cái tài liệu hoặc là bất cứ một cái việc gì làm đó đi về nhà ở ngoài hết, phải đi vô ngay cái phòng đặc biệt đó làm thôi. Nó không bao giờ mà nó cho đem về. Thí dụ như bà Hillary Clinton, bà đem những cái email rồi bà đem về nhà rồi bà làm đó, thì sau đó lộ ra bà vi phạm, bà đập á, bà đập, bà hủy hết á. Bà là cái người thế lực dữ lắm thì bà còn thoát được. Đối với Hùng á, mà nó đâu làm những cái việc đó là nó không có cho đi ra ngoài làm. Mà Hùng làm là on call, tất nhiên là nó không có phải là toàn thời. Có những công tác chỉ có 3 tháng thôi, có những công tác cả năm. Đó, chẳng hạn như vừa rồi, cách đây một năm đó, quý vị biết là bên Việt Nam mua của Hải quân Hoa Kỳ là 2 chiến hạm Kuska, tàu Kuska. Thì đương nhiên là họ phải gửi hải quân của bên Việt Nam qua bên Mỹ để huấn luyện về 2 cái tàu đó như thế nào. Hùng là tiếng Việt là tàu Tuần Dương phải không? Tuần Dương, Kuska thôi. Tuy nhiên là có tính cách bảo vệ thôi chứ không có tính cách tấn công. Đó, rồi họ cũng phải qua bên... Vấn đề nó huấn Mỹ, nó huấn luyện quân sự cho Việt Nam á, Cộng sản á, là lâu rồi chứ không phải mới đây, mới năm ngoái đâu. Tất cả những cái vũ khí hoặc cái dụng cụ nào của Mỹ nó bán ra hoặc là nó viện trợ cho không, thường thường là nó cho không, những cái tàu cũ nó cũng có rất là nhiều lần rồi. Thì nó phải huấn luyện đem qua đây, nó phải huấn luyện để biết cách sử dụng rồi lái về bên đó. Không phải là năm giờ rồi. Và những cái tàu nó bán ra, xin nhắc lại là những cái tàu cũ cổ lỗ sĩ gần nhà tôi nè, ở Benicia nè, nó cả đống khối tàu và tàu chiến ấy. Nhiều lắm, nó đậu đó, đậu ụ đó, nó mong cái nước nào nó cho để rộng chỗ cho không để nó bảo trì còn tốt hơn nữa. Giống Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa nó cho tàu cũ về, mình hải quân này qua đây huấn luyện là phải gõ xét, đạp xét ra là sơn lại rồi đi đem đi về. Thì Việt Cộng nó cũng giống vậy mà thôi, chứ không phải là mới năm ngoái đâu, lâu rồi. Cái này hãng Boeing họ mua những cái máy bay drone Sky Eagle để mà bay do thám, và tất cả cái này đều là Biển Đông hết đó. Thì quý vị có tưởng tượng là đánh nhau có mấy chục năm, chấm dứt ngày 30/4/75 mà rồi bây giờ hai cái chiến hạm đó đưa cờ đỏ sao vàng ngay tại cảng Seattle, đi công khai từ đó đi về Việt Nam đó. Thành ra mà Mỹ và Việt Nam là hai nước nó ban giao, không phải riêng gì Mỹ và Việt Nam, quốc tế nó ban giao đó là chuyện bình thường. Mình không thể so sánh cái cộng đồng như cái đảng dân tộc của Đỗ Hùng đó mà so sánh với lại Mỹ và Cộng sản. Vậy là Đỗ Hùng muốn nói là so sánh là Cộng sản Việt Nam nó có thể treo cờ hoặc là cắm cờ nó đi khắp mọi nơi thì sao?
Thì dĩ nhiên là khi mà Mỹ nó bàn giao qua cho cái chiếc tàu cho Việt Nam là Việt Nam làm chủ quyền của chiếc tàu đó thì họ cấm cái cờ đó họ đi rồi, đó là đương nhiên rồi. Tàu chiến nữa thì đó là cái chuyện bình thường, đó là Mỹ và Việt Nam chứ không phải là người Việt Nam tị nạn với lại cái đảng cộng sản gì Việt Nam. Quân đội Hoa Kỳ bây giờ đang huấn luyện quân đội nhân dân, hải quân và không quân của Việt Cộng. Thành ra nếu đem những chuyện quá khứ mà bây giờ để mà phê bình những chuyện bây giờ đó là nó trật lất hết và nó thành lố bịch lắm. Thành ra tại sao lại trật lất mà là giờ lố bịch? Hùng có thể so sánh cái sang suy nghĩ của Hùng á, là đúng, nhưng mà đừng có nói người khác là lố bịch, sai trật lố bịch. Hùng muốn xây chiều để làm tay sai cho cộng sản, để mà làm hòa hợp hòa giải, để đi về làm công cụ cho cộng sản, cái đảng của Hùng đó. Chứ đừng có nói là người ta lố bịch. Những cái hành động như thế là người ta phản đối lên, đó là cái chuyện bình thường. Cái thế Hùng là không có cha, Hùng không có bị người Việt Cộng nó đem chôn mẹ, cái Hùng cũng không có bị Việt Cộng nó hãm hại, vợ Hùng không có bị là Việt Cộng nó hãm hại, hay là gia đình Hùng nó không có bị Việt Cộng sát hại. Thì Hùng nghĩ như vậy, có nhiều người họ bị tổn thương rất là nhiều, thì họ phải có cái lòng của họ căm thù nó khác nhau, và mỗi người có cái đường lối đấu tranh khác nhau. Cái đảng của Hùng là muốn đấu tranh là cái tự do dân chủ theo cái kiểu hòa hợp hòa giải, làm tay sai cộng sản là có quyền của bạn, của Hùng, chứ không có thể nói là người khác này là sai trật. Tại sao như vậy? Mỗi một cái mốc thời gian mỗi lúc khác. Rồi khi mà tôi trình bày với Nam như vậy đó thì có một số loại của Đỗ Hùng này, ông bảo ông làm bộ quốc phòng mà đây là những chuyện bí mật, mà tại sao mà ông đi lên đài truyền hình Việt Nam tôi đây ông nói như vậy? Thưa quý vị, quý vị lầm rồi. Đúng, quý vị nói đúng, tất cả những cái chuyện này đều là những chuyện tôi phải có secret clearance, tất nhiên tôi phải có cái credential, giấy phép về bí mật, giấy phép để làm. Đừng có xạo quá Hùng ơi, mình đã liên lạc cái người về bí mật quốc phòng rồi. Nếu mà Hùng mà làm ở bộ quốc phòng mà bí mật về quốc phòng, Hùng có lên không có nói và rêu rao giống vậy, khoe như vậy đâu. Nó rất là nguy hiểm, đó là thành phần đặc biệt, họ phải cần giữ kín. Mình đã vừa nói vừa qua đó, thì nó có thể là nó bắt cóc hoặc là nó làm nhiều cách thân nhân của mình. Đó rồi như cộng Việt Cộng thì nó biết liên hệ Việt Nam có bà con dòng họ như thế nào, thì nó khống chế những người đó, thì là khổ những người đó. Nếu mà Hùng không có làm thì những người đó sẽ bị thiệt hại, mà nếu mà làm đó là phản bội Hoa Kỳ, làm tay sai cho giặc đó. Đúng ra cái nhiệm vụ của Hùng mà nếu thật sự như vậy đó là phải im cái miệng lại, không có nói những cái vấn đề đó ra. Đó, ta nói thùng rỗng thì kêu to đó, là nó là như vậy. Còn người đó mà nó thật sự như vậy thì người ta cho giấu càng nhiều càng tốt, là nó có xấu thì làm tốt, dốt làm bổ hay chữ, thùng rỗng thì kêu to khoe khoang để chi. Cho những cái người mà có chút đảng phái mà ba xạo đó, nó ban bố cho cái chức vụ vô trong đó tưởng đâu là to lắm, mỗi lần vô phải đóng tiền. Theo như ông Nguyễn Ngô Chánh, những người mà đi ra đó như ông Tỏ này, giờ bác sĩ Xanh này, nhiều người họ nói đó, vô đó phải đóng một số tiền rồi mới ban cái chức ra, mà trong đó không có quân gì hết, toàn là tướng với lại lãnh tụ không trong đó. Những cái chuyện đó lẽ nhiên tôi đâu không được quyền tiết lộ những cái bí mật. Những cái mà tôi trình bày trên truyền hình Kali Today đó là những cái đã là public record rồi. Public record, như mà cái bí mật quân sự của cá nhân Hùng, Hùng cũng banh ra luôn trong đó, thì gọi là public feature gì, public gì nữa. Báo chí là thông cáo ra thì mình tự nói là bí mật quốc gia, bí mật quốc phòng cá nhân. Ý media Mỹ đã tường trình về mấy cái đó, những cái công tác đó đã được chính thức press release, gọi là public record press đi từ Bộ Quốc phòng. Nếu quý vị để ý, tất cả những cái tôi nói đều là public record hết. Còn những cái chi tiết bên trong đó tôi không thể nào nói ra được. Làm sao tôi thể nói được, tôi sẽ bị fire liền. Đó. Mà đó là lý do tại sao đưa đẩy đến cái chuyện mà sau gần đây đó, tháng 2 năm nay 2023, thì tôi có dính vào cái gọi là Liên minh Dân tộc Việt Nam của Nguyễn Hữu Chánh. Đó. Thì quý vị biết đó, với một cái chiều dài tôi qua đây năm 75 đó, thì đương nhiên tôi, cái chiều dài tôi hoạt động rất là ấy. Tôi là người đầu tiên, một người trẻ 15 tuổi đầu tiên dính vào hai tổ chức chính trị và quân sự của hải ngoại đầu tiên. Tổ chức chính trị là Liên minh Hải ngoại Phục quốc Việt Nam năm 1978, 77, 78. Lúc đó là của nhà báo Việt Đình Phương, báo Trắng Đen, ông Tô Văn,
rồi sau này nhiều người nữa, và trong đó hồi đó có lực chiến nguyện đoàn của anh Võ Đại Tôn nữa, và cái tổ chức về quân đội là của Trung tá Lục Phương Ninh, gọi là tổ chức quân dân hải ngoại đó. Tôi đã dính vào hai tổ chức đầu tiên rồi. Rồi sau này hồi thời gian tôi ở San Jose đó, tôi lại dính vào Đảng Đại Việt nữa. Bác sĩ Nguyễn Tông Hòa là người tuyên thệ tôi vô trong Đảng Đại Việt đó. Thành ra mà tôi cũng có cái may mắn gặp được những giáo sư Huy, anh Hà Thúc Ký, gọi là lãnh tụ Hà Thúc Ký, rồi Nguyễn Tôn Hoàng, nói chung là tại San Jose. Nói chung tôi với một cái chiều dài như vậy tôi phải dính vào những cái đó, nhưng mà đó là lúc đó nó chưa có vấn đề ban giao. Tự mình khoe ra toàn những người nổi tiếng, tự mình khoe ra lúc còn trẻ được làm cái này cái kia, có phải là mình là cái người như thế nào đó, tự khoe ra thôi, mà lựa mấy cái người nổi tiếng á để khoe. Nhưng mà làm ở San Jose thì mình biết Hùng không có làm vậy đó, là hình là mình được, hồi đó mà người ta thường đặt Hùng á là cái tên lóc chóc háo danh, nhưng mà Hùng đâu có biết lóc chóc háo danh đó là cái biệt danh của Hùng đó, là nhiều người ta đặt lắm, mà có thể Hùng nghe không biết á. Chẳng ra là cái gì Hùng được nổi lên cái thời mà mấy cái người mà tù nhân chính trị ra đó, là có ông Nguyễn Tú A vậy đó, là cái thời đó là nổi nhất trong cái lúc đó đó. Rồi trong một thời gian ngắn cũng dục tắt, rồi tới là Lý Đài Sài Gòn thì đã được nổi lên một lần nữa đó. Gọi là liên hệ tới Việt Nam trong cái công việc của tôi làm. Nhưng mà từ hồi tôi qua đây đó, một trong những lý do tôi qua đây đó là vì tôi không còn phải là làm thường trực cho Bộ Quốc phòng nữa, nhưng mà tôi làm theo cái assignment. Mà mỗi lần có assignment như vậy đó, là tôi sẽ phải là, nó gọi là federalize, là sẽ trở thành nhân viên của liên bang thuộc Bộ Quốc phòng. Mà khi làm như vậy đó, nhất là gần đây tháng 2 đó, thì bên phía Bộ Quốc phòng có biết là tôi dính vào và được coi như là kickback. Nhân đây tôi cũng cho quý vị biết, ông Liên minh Dân tộc Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Chánh đã từng là tổng thư ký, nhưng mà trong cái liên minh đó nó không phải là đảng dân tộc của Nguyễn Hữu Chánh. Trong đó nó có nhiều, có cả Việt Nam Quốc dân đảng trong đó, có cả Đại Việt, có những cái tổ chức khác trong đó nữa. Tuy là mình có liên lạc với Việt Nam Quốc dân đảng Trung ương, mình không nói người tên nào. Họ nói là Việt Nam Quốc dân đảng không có dính dáng vô Nguyễn Hữu Chánh. Hùng đừng có bắt, họ nói Hùng á thấy người ta sang bắt Hoàng làm họ. Là chỉ có ông Nguyễn Văn Châu đó, là ở bên Âu Châu đó, thì ông tự xưng ông là Việt Nam Quốc dân đảng cá nhân ông thôi, mà ông không phải là thành viên của Việt Nam Quốc dân đảng. Đó là bên Việt Nam Quốc dân đảng á, thì tôi có nói chuyện thì họ nói như vậy. Còn ở Đại Việt Quốc dân đảng thì tôi không có nói chuyện. Thì cái vấn đề đó là nhập người ta vô á, là cái điều đó sai trái, nó không có đúng, nghe không có đúng sự thật. Mình là con người gian dối, dựa người ta vô, cái đảng của người ta vô, cặp vô trong đó. Không phải nhân dân của đảng phái, nhưng mà những thành viên trong đó đều nằm từ rất nhiều tổ chức đó. Họ không có nhân danh là họ là quốc dân đảng hay là Đại Việt gì vô trong cái liên minh đó, nhưng mà họ, những cá nhân nằm trong đó là đều thuộc các tổ chức khác, đều nằm trong các đảng phái khác sinh hoạt. Cho nên cái liên minh nó mới gọi là liên minh. Và đảng dân tộc của Nguyễn... Liên minh có nghĩa là nhiều đảng liên minh. Có biết sử dụng tiếng Việt hay không? Hay là nhập nhằng? Liên minh dân tộc là Hùng đã xác nhận là nhiều đảng, trong đó có Đảng Việt Nam Quốc dân đảng của Đại Việt. Thì cái đảng đó là liên minh, dù cá nhân đó họ có là đảng viên hay là không, nó không có nhân danh là liên minh các đảng khác vô cái đảng của ông Nguyễn Hữu Chánh biệp, nghe chưa? Chủ tịch đã biệp rồi, phó chủ tịch lại còn biệp hơn, biệp quá nữa. Rồi bây giờ lại có một tên lại biệp đi nhập vô nữa, háo danh biệp. Chánh cũng là một thành viên trong đó thôi. Tôi tháng 2 đó thì một số anh em trong đó, thì trong đó có anh Nguyễn Đại Ngữ, mà gần đây có Linh Đài hay tham khảo nói chuyện với anh Nam đó, là anh Nguyễn Đại Ngữ đó, và một số anh em khác tôi có quen biết trong cái quá trình sinh hoạt hoạt động mấy chục năm, thì có nói mời tôi, nói là con kêu tôi về sinh hoạt với trong đó có anh Nguyễn Hữu Chánh nữa. Mà cái mà tôi thích anh Nguyễn Hữu Chánh có một cái đó, người ta nói bịp hay là gì tôi không cần biết, nhưng mà cái lối đấu tranh của Nguyễn Hữu Chánh là cái lối tương đối là trực diện và có tính cách rõ ràng, chứ không cái kiểu mà trên lý thuyết. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đó, bây giờ cái lối đấu tranh bây giờ tự nhiên đó, ông nói là ông Nguyễn Hữu Chánh là lối đấu tranh rõ ràng,
Thì ông có nói á, trong cái lúc mà giới thiệu ban lãnh đạo trong cái đảng á, thì ông nói là cái này là bí mật không thể nói được với quý vị, là bí mật. Nhưng mà cái đường lối của đảng á, thì có ông tổng thư ký ông giải thích là Hùng cũng có đã nói rồi, là muốn chờ để mà Việt Cộng nó cho phép có cái cuộc bầu cử với cái sự giám sát của quốc tế. Hùng có biết giám sát quốc tế 1954, 2 năm sau nó xé hiệp định đình chiến Gia Beo năm 72, năm 73 đó, mình không có nhớ nhưng chắc chắn thì là nó tiếp tục nó đánh cho đến 1975 là nó chiếm luôn miền Nam. Việt Cộng nó có bao giờ mà nó giữ cái lời hứa mà nó khi mà nó mạnh rồi á, mình muốn nói chuyện mà bầu cử tự do á, thì mình phải có cán cân lực lượng. Mấy ông ở trong đảng này ba xạo không, không có lực lượng, không có thế lực gì hết, cái nên nói xạo hại người không, mà làm Việt Cộng nó coi ra gì mà đi vô trong đó để mà bầu cử. Mà nếu mà bầu cử thì sao, có người ra tranh cử không, có người đi vận động tranh cử không, Việt Cộng nó có cho đi thoải mái không, rồi có tiền để đi hay không, rồi là có quen biết ở trong Việt Nam hay không, có người ở trong Việt Nam hay không, hay là chỉ có mấy ngoé. Nếu mà Việt Cộng nó có cho phép là chỉ đi vô trong quốc hội đó làm bù nhìn cho nó một cài vài cái ghế để nó sai khiến làm tay sai cho nó thì có. Bây giờ họ thay đổi, họ cập nhật với tình hình bây giờ đó, là không có thể cái chuyện mà về lật đổ chính quyền hay là bạo động hay là gì nữa, mà là họ đấu tranh theo cái kiểu chính trị là đòi hỏi tranh đấu làm sao cho Việt Nam có được bầu cử tự do đó. Bây giờ chỉ cần Việt Nam có bầu cử tự do với sự giám sát quốc tế, quan sát của quốc tế thì tình hình Việt Nam nó sẽ thay đổi hơn. Thì cái đường đi đó lẽ nhiên là muốn đạt được như vậy. Nằm mơ. Đi bầu cử tự do, cộng sản đảng nó kiểm soát hết và truyền thông thùng phiếu đó. Thì làm sao á, cái thằng mà nó đi bầu á thì không nói, mà cái kẻ mà nó kiểm phiếu là nó nắm hết. Rồi ai á có đủ người để đi tới đó giữ thùng phiếu không? Quốc tế có đủ người tới ngồi thùng phiếu mỗi quận, huyện, xã, tỉnh, thành khắp nơi không? Nó có. Thì kiểm soát quốc tế, đình chiến nó kiểm soát quốc tế như là 1000 đình chiến Gia Beo đó, thì cũng có nhiều nước qua đó, Canada gì, Ba Lan nhiều nước qua đó thì nó cũng xâm chiếm thôi, nó cũng pháo kích vô chết thôi. Ông anh rể của tôi đó thì đang ở trong đồn, đâu có đi xâm chiếm rồi cái chỗ đó mình đóng, nó pháo kích B-40 vô động chết, bỏ lại 5 đứa con đó, bà vợ đó đó, rồi là 5 đứa con nhỏ đó, bà vợ tôi là bà vợ của ổng đó, là bà chị của tôi rồi đó, là không có lãnh tiền tử gì được á. Rồi cộng sản nó vô cái hồi ông chết năm 73 đó, 2 năm sau đó. Đó, nó nhiều khê lắm, nó có nhiều đường để đi về La Mã như vậy lắm, chứ không phải nó đơn giản. Nhưng tối thiểu cái chính sách chung, cái con đường đi chung là bây giờ muốn giải quyết Việt Nam đó, một trong những cách mà giải quyết Việt Nam đó là phải có bầu cử tự do. Cho nên vừa rồi khi tôi viết cái bài mà lật đánh quốc cộng đó, tôi có đề cập 2 giải pháp. Thì một cái giải pháp đầu tiên đó là lật đánh quốc cộng, và cũng là anh Nam là người đầu tiên post cái bài đó lên. Cái vừa biên cái bài để lên là cộng đồng mạng nó chửi quá biến mất luôn, rồi mới ló ra lại thì bây giờ đặt một phát nữa nè, người ta chửi á, ta vô trong comment đó ta chửi không? Biên cái bài tài khôn biên ra hòa hợp hòa giải đó, nó vô nó phản pháo quá trời luôn. Những cô Bùi Hòa Vũ nhà vô đó là vì như vậy, thì tôi đồng ý cái đó. Cho nên là mấy anh em cũng nói là đề nghị là tôi làm phó chủ tịch về vấn đề ngoại vận, ngoại vụ cho cái liên minh để vận động. Thì lúc đó tôi hoàn toàn tôi đồng ý là cái chuyện mà tranh đấu bất bạo động, tranh đấu một cách hợp pháp hợp lý để cho Việt Nam có bầu cử tự do, tôi đồng ý liền. Hơn nữa tôi không xa lạ gì anh Nguyễn Hữu Chánh, tôi không xa lạ gì những anh em mà thuộc các đoàn. Nếu mà hợp pháp hợp lý thì đâu có sợ về Bộ Quốc phòng bí mật quân sự đâu, thì mình cứ làm đi. Tại sao mà nói qua câu trước đá câu sau? Tại mình muốn lật đổ chế độ cộng sản về bạo lực thì còn mình vi phạm cái luật quốc tế ban giao giữa Mỹ và Việt Nam,
Còn mình là mà đấu tranh mà cái gian sinh cộng sản nó ban bố cho cái quyền chút xíu để bầu cử rồi nó đạp đầu luôn á, thì nó đâu có vi phạm vậy đâu, thành nó đâu có ảnh hưởng gì vấn đề Mỹ đâu. Không thể nằm trong cái liên minh đó, bởi vì chúng tôi sinh hoạt cả trên 40 năm nay rồi, thành ra chúng tôi biết nhau hết, không có gì lạ. Còn cái chuyện mà những cái vấn đề controversial khác tôi không biết, bây giờ chỉ cần biết là mục tiêu chung là tranh đấu cho Việt Nam qua cái chính sách, cái đường đi là Việt Nam phải có bầu cử tự do. Đó thì xong rồi thì mọi chuyện tôi nghĩ tôi không sao hết. Nhưng mà sau khi mà xong rồi đó thì khi tôi nhận lời như vậy đó, mà đã có truyền thông truyền hình quay về cái cảnh đó, anh Nghê Lữ từ Bắc Cali cũng xuống Nam Cali quay, và chính anh lúc đó cũng có mặt anh Ngô Kỷ cũng phỏng vấn tôi, lúc đó móc anh Nam vô luôn nữa, kêu Nam là cái Đỗ Hùng đang ở dưới này nè, Đỗ Hùng đang nằm trong này nọ kia đó, thì anh Nam lúc đó cũng nói good Đỗ Hùng, chúc Đỗ Hùng good, Đỗ Hùng dính vô thì hy vọng là mọi chuyện giấy hơn đó. Thì tôi làm vậy, nhưng mà sau đó đó thì thưa quý vị, tôi không thể nào trên đài anh Nam public đi mà nói láo, nói không sự thật được, bởi vì nó sẽ được kiểm chứng hết. Thì cơ quan bên phía Bộ Quốc phòng có nói tôi là bây giờ đó, thì với cái tình hình bây giờ mà về trên đài ông Nam thì ít khi nói láo mua đúng sự thật ít khi không biết ít là bao nhiêu và nhiều là bao nhiêu nha, nhưng mà có nói láo hay sự thật hay không thì đã chứng minh rồi, có hình ảnh có video hết rồi, bắt được quá tang rồi. Thì nói ông Đảng Xuân Nam là quốc phòng là không là đảng phái, theo đảng phái này không có chính trị đủ thứ chuyện, cái đấu cuộc đó, có cái video quay lên đưa lên vậy mà cũng còn chối nữa, thì cãi lại gửi cái email ra, thì hồi đó là trong đảng cái này nọ, nhưng mà bây giờ ngày hôm nay thì không có còn về ảnh hưởng làm quốc phòng bí mật quân sự. Nhất là gần đây đó là bên phía Việt Nam đang có những cái hợp đồng, những giao kèo về vũ khí hạng nặng với Bộ Quốc phòng, và những người như tôi đó cần phải làm việc với hai bên về vấn đề giao kèo, những cái contract về vấn đề procurement, vấn đề tiếp vận, và kể cả những vấn đề ngôn ngữ về vấn đề huấn luyện nữa. Họ sẽ phải qua Oregon rất là nhiều về vấn đề máy bay. Hồi trước là bán Scan Eagle là máy bay chỉ do thám thôi, không có khả năng bắn, không có khả năng tấn công. Bây giờ nâng cấp lên những khả năng, những máy bay mà drone đó, ngoài cái chuyện chụp hình thăm dò và còn có khả năng tấn công nữa, có khả năng bắn ra nữa. Và bây giờ nâng cấp những cái thuyền, hồi nãy là Nam nói là về gọi là thường thôi, Coast Guard tàu thường thôi, bây giờ cái tàu nặng cấp hơn, có cái sức tấn công mạnh hơn nữa đó, thì nó đòi hỏi cái thời gian đó. Và tất cả những cái này đó không có gì bí mật cả, nó là public. Boeing về đã ký kết như thế nào sao Hùng ơi? Bây giờ Hùng đưa cái hãng Boeing nó ký kết về hợp đồng nào đưa ra coi đi, nếu mà làm trong đó thì nói biết nó đưa ra đi. Boeing nó chưa có ký gì hết, nó có qua tham khảo nhưng mà không có ký, đừng có nói phét quá, tưởng mình biết á mà nói dốc không ai biết hả? Ở đây đâu phải người ngu đâu, nhiều người người ta biết lắm, đừng có nói lá dốc. Nói dốc thì vô trong cái xó đó nói, đừng có ló ra đây ngoài công chúng nói, người ta giật cái mặt mình ra. Mua những cái loại nào nó là public record hết, từ Bộ Quốc phòng lẫn bên Boeing. Còn cái chuyện bên trong huấn luyện như thế nào, cái hợp đồng như thế nào, đó mới là secret. Boeing đó là nó chỉ ký những cái hợp đồng bán máy bay dân sự mà lâu rồi. Cái người trong làm coi trong hãng Việt Nam Airlines đó, tôi có cho biết đó, là chỉ cộng đó, là nó đặt hàng đó, những cái máy bay hàng không dân sự cho đến 2030 rồi, cái lô hàng đã đặt tới đó luôn. Còn vấn đề quân sự, máy bay quân sự này nọ đó là Mỹ nó sẽ không bao giờ mà nó bán cho những cái máy bay mà tối tân hoặc là vũ khí tối tân đâu, nó bán những cái đồ cũ thôi. Còn Boeing mà nó ký hợp đồng mà đi về Việt Nam mà nó đặt công xưởng này nọ, nó có qua nhưng mà nó không có bao giờ ký cho đến ngày hôm nay. Nó có qua tham khảo và những cái công ty công nghệ Mỹ nó có qua nó coi, nhưng mà nó chưa có ký cái hợp đồng nào cả. Cái điều đó là Hùng nói xạo nha, tưởng đâu người ta không biết. Boeing nó có ký hợp đồng cho những cái nhà nước cộng sản đó, như là những cái hãng máy bay bên Việt Nam có qua mua, có về máy bay dân sự thôi. Đó mà tôi nói ra là tôi bị đuổi liều đó, tôi không thể nào nói ra, nhưng mà những cái chuyện tôi nói đều là public record. Thành ra chính vì vậy họ có khi là tôi đề nghị với anh đó là nếu mà anh còn làm công việc này đó thì tất cả những tổ chức chính trị người Mỹ gốc Việt tại hải ngoại anh nên chỉ nên là
guest thôi, chỉ nên là thân hữu thôi, anh không thể nào là member được. Bởi vì nếu anh là member đó là nó là conflict of interest rất là nặng cho cái công vụ của anh. Đó, nếu mà anh muốn làm cái này thì đương nhiên tôi phải ngay cả đảng đại việt tôi sinh hoạt cả chục năm nay tôi cũng phải ngưng sinh hoạt. Đó là bởi vì đảng đại việt thì thưa quý vị chưa có bị chính thức đối với nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ lên án là một tổ chức khủng bố, nhưng Liên minh Việt Nam Tự Do mà tôi đã nhận lời anh em làm chức phó chủ tịch hồi tháng 2 vừa rồi, tháng 2 năm nay đó, là nằm trong danh sách một tổ chức khủng bố đối với Việt Nam, Liên minh Dân tộc Việt Nam, cộng với Việt Tân, cộng với Triều Đại Việt. Đó là những tổ chức mà chính thức có tên trong danh sách tổ chức khủng bố. Đó là lý do tại sao mà bên cơ quan của tôi, Bộ Quốc phòng nói không được, anh phải chọn một là hai. Nếu anh tham dự những cái tổ chức chính trị hải ngoại với tính cách là member, thành viên đó, thì các công tác của anh phải ngừng liền. Và lẽ nhiên tôi qua đây là vì vấn đề những cái công tác đó. Bởi vì tôi và những số anh em bây giờ phải có một cái hướng đi mới, hướng tranh đấu mới cho cái chuyện tương lai Việt Nam. Bởi vì bây giờ Việt Nam với Hoa Kỳ bây giờ họ không còn là thù địch nữa, mà họ đang là đồng minh siết chặt với nhau. Mặc dù bây giờ bên Việt Nam cái tình trạng chính trị rất là rắc rối, phe nhóm đủ thứ, phe Nga, phe Cộng, nhưng mà cũng có những phe qua đây huấn luyện, mua đồ, mua máy bay, tàu thủy của Mỹ và huấn luyện tại Mỹ. Nó rất phức tạp, thành ra chúng ta phải... Về quốc phòng của Việt Cộng, nó chỉ có một phe thôi. Nó qua đây huấn luyện là nơi chỉ thị của đảng Cộng sản, thì Bộ Quốc phòng nó nằm trong đó, nó không phải là phe bên Mỹ. Về quân sự thì nó phải tuân theo cái đảng Cộng sản thôi. Thì đi qua đây lấy những cái đồ cũ của Mỹ, cái đồ lỗi thời, đi về xài, mua về xài, để Mỹ nó trống chỗ bớt. Thì nó đưa ba cái đồ cổ lô sĩ đó, cái đồ đó là nó cũ rồi, cũ của Mỹ nhưng mà đối với Nga nó mới. Chứ Mỹ mà nó bán những cái nước mà như Việt Cộng á, như Việt Nam là Trung Cộng không có bán những cái tối tân mà tốt đâu, nó chỉ bán cho Do Thái, có thể là Đài Loan, những cái nước đó. Việt Cộng với là Mỹ á, tuy nó ban giao bên ngoài vậy á, nhưng mà bên trong á, Việt Cộng nó cũng coi như thù địch. Biết phương pháp đấu tranh khác nhau, thì thưa quý vị, đó là lý do tại sao tôi ngay trên đài anh Nam phỏng vấn tôi tháng 5. Tháng 5 tôi với Nam có cuộc nói chuyện, tôi đã lên đài tôi nói với Nam chuyện đó. Đó. Thành ra là tôi không thể nào nói láo những cái như vậy được, tại vì họ sẽ kiểm chứng chứ. Bao nhiêu người quen, những anh em trong Liên minh Dân tộc Việt Nam họ nói, ê Đỗ Hùng lên nó nói đài Nam có đúng không? Quý vị đi kiểm chứng đi. Thành ra đó thưa quý vị, tất cả những tin tức nào quý vị muốn bôi nhọ, muốn xuyên tạc về một dữ kiện nào, về một nhân sự nào đó, bất cứ ai, nhất là những người đã public rồi, những người dân cử, những người như tôi hay là những vị khách mà anh Nam mời lên đó, tương đối cũng là public rồi. Nếu mà chúng tôi nói không thật, nói ấy, đề cao tự đưa mình lên cái gì đó, nói chung là nổ đó, tất cả đều được kiểm chứng hết, đều được. Có kiểm chứng rồi, chứ đâu phải là không có kiểm chứng đâu. Còn cái những người mà dân cử á, là người ta phê bình càng nhiều nữa, chứ đâu có phê bình những người dân thường làm gì. Và đặc biệt là phó chủ tịch nữa, nằm trong cái đảng mà liên đảng nắm lên tất cả nhiều đảng nữa, thì làm sao mà người ta không kiểm chứng được. Những gì mà tôi nói đó là nó có kiểm chứng từ video trong cái đảng của Đỗ Hùng, và Đỗ Hùng cũng nói chứ không phải là không có chứng minh như vậy. Chú quanh chú co làm gì? Còn với đời uy tín là không á, là mình đưa tin lên rồi khác thính giả đó họ đánh giá, chứ không có bôi nhọ vậy đó. Những cái người đó mà đi làm á, chính trị, đặc biệt là làm chính trị mà liên quan tới Việt Nam, mà những người mà đấu tranh ở Việt Nam nó rất là nguy hiểm cho những người trong nước, còn hơn là những người mà làm chính trị gia ở đây á, thì nó còn đỡ hơn, nguy hiểm hơn là những người mà ở đây nhân danh là giải phóng Việt Nam, tự do dân chủ đủ thứ chuyện á, thì những người trong nước mà đi lầm lỡ đi theo á, là đời của người ta, gia đình tan nát, và cái đời của người ta phải tù tội luôn, có thể bỏ luôn tánh mạng, rất là nguy hiểm. Thành ra cần phải nói lên, dạch mặt ra để nói lên cho người ta biết, đỡ người nào hay người đó, chứ không phải là ai cũng biết hết. Kiểm chứng để biết sự thật hết. Và cũng may những cái người mà liên hệ với tôi hay là với những người khách mà anh Nam mời đó, họ còn sống hết, chứ không phải chưa ra đi hết đâu. Thành ra đều kiểm chứng hết. Ở cái thời đại này đó, không có dễ dàng như anh Nam nói đó, thấy mặt nè, rồi thấy ấy nè, không có dễ dàng mà lừa.
thời đại bây giờ đó mới vạch mặt những cái kẻ đó, những người dân như tôi đây nè, nó mới có điều kiện phương tiện để nói. Ngày xưa đó có nói là báo chí nè, truyền hình nè, tivi là mấy cái cơ quan truyền thông nó nắm hết rồi, mà cơ quan truyền thông là đâu có bao giờ mà nói sự thật. Ở Việt Nam mình á, đã có nói mà nhà báo thì nói láo ăn tiền, cái nghề đó mình không nói hết tất cả nhưng mà đa số nó là thuộc về cái diện đó rồi. Nói về chính trị á thì nói theo cái kiểu của mình, không có nói hai chiều đó. Mà nói về những là nhà tranh đấu, nhà cơ quan và truyền thông á thì họ làm chuyên nghiệp, họ làm đó, đó là cái nghề của họ sống. Giống như bây giờ cánh tả đó, tại sao ông Trump ông nói là fake news, thế ra chính trị gia đó thì Hùng nói là những người bầu lên này nọ là pháp lít này nọ, là người ta cũng gì có nghĩa là tín dụng tín nhiệm này nọ. Thì bây coi á, Joe Biden nè, bộ trưởng tư pháp nè, là công tố viên nè, hiện nay đó đã đối xử ông Trump như thế nào, ở dạng là bạch phiến ở trong tòa bạch ốc như thế nào, nó có nói láo không? Nói láo, kẻ mà nói láo mà cái là có rất là nhiều người nói láo, đa số là những chính trị gia. À, những gọi là chính trị gia mà dùng cái nghề chính trị để sống đó, họ nói láo. Nói láo là khỏi nói rồi, còn báo chí thì thôi, nó họ nói theo cái kiểu của nó. Thích bên nào nói bên đó thôi. Còn châm biếm nữa. À, cũng có nhiều người đó 5 6 năm nay đó cứ ngồi nói chuyện ông Trump hoài. Ha, à, nói xấu đủ thứ chuyện hết á. Mà có bao giờ nói chuyện ông Biden một cái chuyện nào mà tốt mà xấu mà nói ra, nói là tốt không à? Đây mà nói chung chung đó, cứ nhận định đi. Người Việt Nam mà không nổ sao được? Việt Nam phải nổ chứ. Nổ càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nổ quá đó, quá lố đó, mà nó lộ liễu quá thì người ta giật mặt ra, tùy theo cái nổ. Nổ cho vui, nổ không có hại cho ai thì khác, còn nổ mà có hại những cái tánh mạng người khác là nó khác. Những cái tổ chức chính trị nhân dân như là chánh biệt đó, nó hại biết bao nhiêu người thì người ta phải nói ai được mà tự gọi là tự cao tự đại, tự nổ cho mình được đó. Nó không có dễ dàng rồi. Anh nói qua, anh bữa qua tôi bị sốt xíu thì giọng nói nó đầy hết đó. Tất cả mọi để lên tôi trình là tôi phân tích theo cái quan điểm, theo cái quan điểm của tôi như thế nào và theo những cái gì tôi thấy trước mắt. Nó ảnh hưởng ngay trong gia đình tôi, trong gia đình anh Nam hay trong gia đình quý vị đó, tôi thấy trước mắt tôi. Đương nhiên quý vị không có đồng ý cái chuyện đó, nhưng quý vị có những cái chuyện riêng của quý vị. Nhưng we report and you decide, chúng tôi tường trình, chúng tôi đưa cái quan điểm của tôi và quý vị quyết định. Và cái thực tế nó vẫn luôn luôn là thực tế. Thực tế bây giờ quý vị nói gì đi nói, quốc gia cũng... Đúng rồi, cái là tôi đưa tin thì quý vị quyết định. Thì Đỗ Hùng đưa tin đó, thì quý vị có thấy những cái comment không? Người ta bỏ vô không? Đó thì cứ đọc trong đó, đừng có xóa, yêu cầu anh Nam đừng có xóa trong đó, chịu khó để giùm đi. Thì sẽ biết những cái phản ứng của như thế nào. Đó là đưa tin người ta đi sai đó. Mình đừng có đưa dư luận này kia nọ là phản đối mình, là bôi nhọ hay là nói xấu đó. Người ta đâu có cần phải nói xấu Đỗ Hùng hay là cái đảng của Đỗ Hùng bôi nhọ làm gì. Nhưng mà thực tế nó là như vậy. Bây giờ cứ kể ra đi, cái tổ chức ông Nguyễn Hữu Chánh từ xưa giờ làm được cái gì? Có làm được cái gì không? Không có. Vô tòa đại sứ Thái Lan, của Việt Cộng bên Thái Lan thì làm bộ đặt bom giả để nổi tiếng, lấy ra nó bắt bỏ tù. Mình đặt thì đặt cho cái nổ luôn đi, làm bộ giờ về cái bắt bỏ tù phải mất công không? Tốn không? Thì thời gian không? Không có làm được cái gì hết á. Đưa ra một cái thành tích gì đây? Một cái thôi. Có không? Không có. Nó vẫn luôn luôn là thực tế. Thực tế bây giờ quý vị nói gì đi nói, quốc gia cộng sản, cờ vàng cờ đỏ gì nữa, thì cái thực tế bây giờ nó không phải là thực tế của cách đây 10 năm, 20 năm. Quân đội Hoa Kỳ đang huấn luyện quân đội nhân dân. Nè, cờ vàng cờ đỏ nó có phân biệt. Cộng sản nó không bao giờ mà nó chấp nhận cờ vàng, thì làm sao đó mà những người tị nạn lại chấp nhận cờ đỏ. Hai cái vẫn còn, đừng có nhập nhằng như vậy. Thôi bây giờ Đỗ Hùng á với lại Nguyễn Hữu Chánh á, cái đảng dân tộc đó, liên minh dân tộc đó, cầm cái cờ vàng đi về Việt Nam á, rồi đi xuống phi trường đi vô rồi đó làm lễ chào cờ thử coi Việt Cộng nó như thế nào. Tại sao nói như vậy? Còn Mỹ, vấn đề Mỹ nó huấn luyện là nó bán ba cái đồ cũ chứ mình bán cái món hàng. À, thì cái là mình phải huấn luyện người ta,
để em chỉ người ta xin cái món hàng đó đi về. Đó là cái chuyện đương nhiên. Còn mà nó bán cái món hàng đó nó có nguy hiểm hay là nó có mạnh như thế nào hay là tốt như thế nào, đó là cái chuyện khác, tùy theo mỗi nước ban giao với Hoa Kỳ nó bán. Chứ không phải là nó bán những cái gì mà bí mật hoặc là cao cấp nó bán đâu. Tùy theo nước, do Thái, Đài Loan nó khác. Nó bán cả luôn cho Trung Cộng, nó bán luôn cho cả Nga luôn mà. Nhưng nó bán những cái nó không có thể vượt qua Hoa Kỳ được. Đặc biệt là Việt Nam chỉ mua ba cái đồ cũ như tàu gõ xét, xét cũ rồi đó, gõ ra rồi sơn lại đi về nó huấn luyện thôi. Thành ra đó, cái đảng dân tộc á, như cái liên minh dân tộc là bây giờ là hòa hợp hòa giải mà không có thực lực đi về bên đó. Việt Cộng á, biết Kim Dung biên cái chuyện ra là cái võ công gọi là hấp tinh đại pháp không đó, ý nghĩa cũng như là Việt Cộng sản vậy đó. Đó là cái môn võ hấp tinh đại pháp á, những cái chỗ chức chính trị mà ba xạo không có thế lực á, khi nào nó cần dùng được á, vô nó hút một cái á. Cái hấp tinh đại pháp gì, khi mà đụng vô nó đánh một phát, nó hút vô một cái là còn bộ xương trắng không á. Thì đó là ý nghĩa Kim Dung biên là ấn phẩm chính trị của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đó. Đọc cái đó là biết á, ổng là Nguyễn Ngọc Huy là hùng, nó cũng nói là gặp ổng là này nọ đó. Thì biết à, muốn bầu cử này nọ, mình phải có thực lực, có nhân sự, có tài chánh, có phương tiện. Mình chả có cái gì đi vô Việt Nam á, đi vô đi bầu cử à. Còn nói Nguyễn Hữu Chánh nói đi về Việt Nam á, đi về để đón dân Việt Nam đi về để mà đi bầu cử, có điên không? Dân Việt Nam ở hải ngoại làm sao đi về bầu cử được? Đâu có phải là công dân, phải có thường trú bên đó, là mình phải công dân, có quốc tịch bên đó thì mới bầu cử. Đi về Đỗ Hùng đi về bên đó thì có cái gì cộng nó cho bầu cử, cái điều kiện quốc gia nào cũng vậy đâu có được. Phải thật sự là công dân của nước đó mới được. Mà mình đi tị nạn đây bốn mấy năm lấy gì công dân của cộng sản mình đi bầu cầu lao. Đó là cái thực tế. Thì bây giờ chúng ta phải dùng cái thực tế làm sao đó để chúng nó lợi cho đất nước chúng ta, cho nước Mỹ chúng ta đang ở, và cho quốc gia Việt Nam trong tương lai, quốc gia độc lập không có bị lệ thuộc vào bất cứ một đế quốc nào, kể cả đế quốc Mỹ hay đế quốc Trung Cộng hay đế quốc Nga. Đó, chúng ta phải làm sao nó có được như vậy. Đó là cái, đó là chúng ta phải biết tận dụng cái thế đi của chúng ta bây giờ. Và đó là do tại sao mà bây giờ hậu duệ Việt Nam nó làm nhiều chuyện mà phải nói tôi anh Nam biết không, tại khi mà mình Mỹ hiện nay thì mình hộ Đỗ Hùng cho nó là đế quốc. Đế quốc là đi xâm chiếm cái nước khác rồi lấy cái người dân của nước khác đóng thuế, giống như hồi xưa Pháp với lại Anh á, thì nó là như vậy. Còn Mỹ á, thì nó cũng đi qua, cũng có quyền lợi của nước Mỹ. Nhưng mà Mỹ á, hiện nay hồi xưa thì nó có chiếm, hồi lúc quá khứ thì không nói, mình không có nói với quá khứ mà nói hiện tại. Thì Mỹ bây giờ nó đi đâu nước nào đó nó không có lấy thuế cái người dân đó, và nó không có đô hộ, nó cũng có chiếm đất luôn. Và mà những cái nước nào mà được Mỹ nó đến nó ban giao đó, thì cái người dân cũng như quốc gia đó được phát triển. Tại vì Mỹ á, là cái tiền đô la của nó là cai quản cái tiền tệ của thế giới, hệ thống tiền tệ của Mỹ là nó nắm hết rồi. Không có thằng nào mà không chơi với Mỹ đó, thì buôn bán không có tiền đi mua, không có tiền đô. Mà Hùng có biết không, tiền đô á, là cái tài sản của nước Mỹ, chứ không phải là các nước khác cầm cái tiền đô đó là không phải tài sản của cái người đó đâu. Đọc vô cái tiền đô của nước Mỹ đó là biết trong đó nó nói gì. Chính vào những cái chuyện mà của cái thực tế bây giờ đó, Hùng rất là lạc quan, rất là lạc quan. Tại vì mình có quá nhiều nhân tài, quá nhiều nhân tài mà chưa lộ diện, tại vì chưa. Thành ra thưa quý vị, nó là cái chuỗi dài, phải nhìn lại 48 năm rồi bây giờ và trong tương lai đó, nó có liên tục như vậy không? Đó, để quý vị nhận xét về con người. Và trước cái dữ kiện của con người rất là quan trọng trong một cái cơ quan truyền thông như vậy đó, quý vị không, và khi người ta đã lên như vậy đó, người ta không thể nào mà nói những điều sai sự thật. Và trước khi quý vị phê bình dữ kiện những ai đó là quý vị có đầy đủ dữ kiện về người đó, để không thôi mình trở thành một cái cơ quan truyền thông mà nói rồi phải xin lỗi lại hoặc là nói phải đính chính lại, nói đúng ra nó không còn là cái tín nhiệm nữa. Thì đó là cái mà rất là hy vọng là quý vị nhận được cái message đó, và không có cái chuyện mà bây giờ như anh Nam và tôi trình bày đó. Nhận được rồi, không khỏi cần phải dạy dỗ người ta là tín nhiệm hay là message gì cả. Những cái gì tôi nói ra đó là có bằng chứng hết, trong video hết, cứ cãi chày cãi cối.
nó có bằng chứng chứ còn kiểm chứng gì nữa. Chính miệng mình nói ra, chính nói cái hành động, cái lời nói nó công khai ra hết, chứ không phải là tự động mà vu khống mà nói. Tôi nói là những cái gì chính miệng của Đỗ Hùng và cái tổ chức Liên minh Dân tộc đó đưa ra để mà so sánh. Còn nói về Bộ Quốc phòng thì Hùng là nổ tại mình là bí mật về quốc phòng mà cứ đem ra, thì mình xin nhắc lại nó rất là nguy hiểm cho gia đình của Đỗ Hùng đó, hoặc là những người thân nhân ở Việt Nam. Cái thiệt là cộng sản là nó làm con tin, nó làm khó dễ, hoặc là kẻ thù của mình không phải riêng gì về Việt Nam, nhưng mà Tàu ở Trung Cộng hoặc bất cứ thế nào đem lại cái nguy hiểm. Thật ra mà đã là bí mật quốc phòng rồi thì đừng có lên nói cho công chúng như vậy, để mình tự khoe mình ra. Nó không có phải là cái việc làm để bảo vệ cái Hoa Kỳ đâu, ở đất nước Hoa Kỳ đâu. Đừng có lấy cái việc công ra rồi khoe, thì khỏi cần dạy ai tín dụng hay là cái gì đó uy tín là không á, thì cái người khác tín giả đó họ tự biết chứ không phải là không. Mình khỏi cần phải dạy. Vì thấy mặt tôi, thấy mặt anh Nam, những dữ kiện tôi nói này đều có thể kiểm chứng được hết, không có thể nào mà láo và xạo trong cái thế giới này được. Và cái chuyện gì cần phải nói là cần nói. Có những chuyện anh Nam anh biết nhiều lắm anh. Trời ơi, bây giờ thời này mà nói lên công chúng và tổng thống Mỹ nè, tổng thống Mỹ nè, bộ tư pháp là cái chỗ mà quan trọng, là những cái nhiều cái nó nói láo lắm. Mà đặc biệt là người Việt Nam mình á, là cái bản tính là ưa nổ, nổ dữ lắm đó. Nổ thì chi, tại vì mình không có tài, không có bản lãnh, không có khả năng thì phải nổ gì cho những cái người mà ngu ngơ á, thì họ mới nhìn vô họ tin. Chứ còn không nổ bình thường thì làm sao là người Việt Nam được. Đa số là phải nổ rồi chứ làm sao mà nói là không nổ. Nói trước bước không rời nữa đó. Nhưng trong tương lai chúng tôi vẫn hy vọng với cái thế hệ mà anh Nam với tôi trình bày đó, hầu vậy bây giờ đó, về đó, ông Tổng thống Trump với Obama biết gì về Hai Bà Trưng, biết gì về về Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi mà nói với lại bên nhà cầm quyền Hà Nội để mà khuyên là phải độc lập, đừng có lô hệ tàu. Cái đó là do hậu duệ Việt Nam nằm ngay trong tòa Bạch Ốc, nằm ngay trong Bộ Ngoại giao cố vấn hết. Chứ mấy ông biết gì về Lý Thường Kiệt, mấy ông biết gì về Hai Bà Trưng đó. Nà Hùng, Mỹ á, tất cả các nước họ ban giao thì họ đã có những cái ủy ban, những cái nơi mà họp về cái phong tục tập quán của mỗi nước, chứ không phải là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa để mà nằm ở trong Bạch Cung để mà nói chuyện. Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thì chả có biết cái vụ đó đâu, mà nếu có biết thì cũng không bao nhiêu đâu. Mỹ nó học những cái lịch sử này, phong tục này, tập quán của mỗi nước, khi nó đến ban giao nước nào thì đặc biệt là nó có những cái ủy ban đó, và nó kêu những cái người mà Việt Nam đó mà chuyên môn á là cũng đã dạy, thí dụ như ở Monterey nó dạy tiếng Việt, thì nó dạy những cái phong tục tập quán khi đi qua Việt Nam thì cái chào như thế nào, cái phong tục tập quán như thế nào. Giống mình hồi còn nhỏ đó thì Mỹ nó qua đó là nó rải kẹo nè, nó rải quà đủ thứ đường ấy. Cái người về Việt mình nó thì thích đồ Mỹ, chạy ra đứng đầy đường, nó quay phim, nó đưa về, cũng là làm như là người Mỹ qua là người Việt Nam đón tiếp. Nhưng mà thật sự đó là nó đã huấn luyện rồi, nó ở thời gian rồi đó, nó kiếm cục kẹo, xin cục kẹo cũng không có nữa. Nó rành cái vấn đề phong tục tập quán của mỗi quốc gia, chứ không phải hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa để mà hướng dẫn là Hai Bà Trưng đồ này nọ đâu. Hùng nói có biết hay là không mình không biết, hay là nói lóc chóc nói xạo không biết nữa. Tại sao Hùng biết ở trong tòa Bạch Ốc để mà giúp cho ông Trump rồi ông Obama qua? Thành ra trong tương lai để đó tất cả mọi chuyện đó. Ngày chủ nhật đi ra mình thăm mấy đứa con của mình đây, ra nó mừng nghe tới nè.